đẹp của mình cũng có nhiều ngày hay tình, như hai cái góc biển vui có bọn học sinh lùi, bọn nó hay lạc học hành đi bơi. Vẻ đẹp thì không nói hết nhưng cũng phải nói cái sâu, nói tình cái thứ mà mình không nên che giấu, không là ho nói mình mắt ngoài. Quy đặt có con bên trong con bên ngoài, ở đi là nơi tay hai xây tham nhối tinh nghiệt ngã, làm nhiều đổi lời duyên và cải kết mỗi người một nha. Nhiều ngại ở khắp mọi nơi, viên là hết lời khen người, khen viên những thứ xinh đẹp với văn hóa con ngại ở nì. Dân lắc ở mình con nghèo, tùy chỉ có dân làm thẳng cánh, tao huyện ở ngày trần đeo là thằng út thiêng liền xinh đẹp. Tình đi câu lọc câu học câu cho cuộc sống ấm nô, với huyện thì có thác mơ phong cảnh hiếu tính nền thơ. Tình đi thầm thuở thầm thác tân hướng cuộc sống tươi mát, yêu cô quê tôi minh hòa chứ không phải một nơi nô khác. Yêu cô dĩ yêu chủ bạc đức phụ không ngưng đôi mới, yêu ngồi nhã yêu hang cây yêu tất cả luôn ơi. Bác còn của bạn nơi mình là không có một nơi nô hơn, hơn viết chất phạt thật tha tính cảm gần bầu kheo sơn. Quan trọng với cánh rung đông với đê về núi về sông, tân hòa thì có hang đông xứng tâm đê nhất kỹ quan. Tựa tiền là hang tủ lan hung vì xinh đẹp miền man, chơi huyền khai thác xong mọi người thoải mãn tham quan. Con cái nơi huyền nhã xinh đẹp bắn mát kiều xa, lúc thì sơ tài cực ngâu lúc thì cô thắm lắng ta. Nên chỉ muốn lấy vợ mình hỏa giờ không nô xa, cũng đôi lời qua loa muốn gửi cảm tình phải đẹp. Đối với con trăn huyền nhã từng với cánh cửa quả hẹp, hãy cứ dòng mơ bao la nhiêu em nước thảm ao nhá. Cũng chỉ muốn nói qua loa với trăn cũng như là cái, hơn nhau ở lối sống và ăn nhau ở cái thân thái. Con nói viên món đặc sản ở nơi mấy thì có ổ cối, tình muốn nổi liền mày nuôi ngôi ăn mà không nghe ngàn. Mày ngay ở nơi xa xôi ăn xong không khỏi bán tán, họ nói không hay là bồ ăn mãi mà không nghe ngàn. Nhất là văn hóa chơi tính ngay lễ hội rắm thẳng bà, khắp nơi trái đẹp gái xinh tụ tập bên đi hạt cà. Đưa cảnh tay thiết cao nhảy múa điêu cha cha cha, nghĩ tình mà thấy tự hào mình hóa xinh đẹp quê ta. Phải nhắc bên bài rạp mà họ tăng cố gắng rạp, nhớ từ ngày xong bài ni nghỉ là nên vắt cho rác. Nói thiệt chứ không nói khoác, họ kém nhớ tháng kém thò thì cổ cho băng thò. Không phải nghe nhạc của thò mà mắt giàu như bị trùng sọ, chắc ni là lấn tấu tiền bây tưởng nghe ngôn tư là thài. Ngôn tư của một vùng miền thể hiện một ngôn sơ tài, chắc là cũng có nhiều ngại nghe tình ngôn là cử hay chê. Thò nghĩ không nên như thế, ngôn hay phồn chỉ cũng là ngại, có chân thay trên một cơ thể. Ngôn cũng có đẳng cấp của ngôn, không phải cứ thích buồn mà lại tì chê ngôn. Nói phải cho giàu hiểu chứ không phải giác tố là vôn, nhưng cũng tức nói quá nhiều không là giàu nghe hè bốn nồn. Họ hay tí ra bồi thôn mà cái tá nó không có điện, vì tá sống họ tăng thôn chứ sự tương nhan được ưu tiên. Hồi trước tình này xưa có ai tính bay nguồn rạp, giống nhạc mà họ tăng hạp thế hiện cho bay một bài. Nếu nghe thì tưng có buôn đẳng cấp ngôn minh hòa, ơ ni thọ cũng nói qua không có xin là nói quá. Nếu bay nghe thì tưng có xóa xóa những rong nên rít quê choa.